Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Hôm nay thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Diễm My có tựa đề Tình Trong Lửa Hận. Quý vị và các bạn thân mến, Tình Trong Lửa Hận là một câu chuyện kể về cuộc sống hôn nhân của cô gái tên là Ngọc San và anh chàng tên là Thế Khải. Hai người đến với nhau không hề có chút tình yêu nào. Thế Khải đem lòng yêu mến chị gái của Ngọc San, nhưng mà cô gái ấy không còn nữa. Vậy nên Ngọc San thay thế chị gái mình đi lấy chồng để cứu vớt hoàn cảnh gia đình của mình. Vậy thì chuyện gì đến với Ngọc San và mối tình Ngọc San Thế Khải phải trải qua những sóng gió biến cố như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cô San, để tôi đưa cô về. Cậu Khải đi với bạn chắc là về sau. Ngọc San thừa biết cuộc hôn nhân này không thể nào tươi đẹp được nữa. Thừa biết chồng mình là người như thế nào nên cũng không quá bất ngờ. Cô gật đầu nhẹ, theo người giúp việc về nhà. Một mình trong phòng cưới xa hoa, bức ảnh cưới to đùng treo trên đầu giường khiến cho cô cười nhạt. Mà không cười thì cô có thể làm được gì chứ? Cô bây giờ tiến không được mà lùi chẳng xong. Hơn 2 giờ sáng, cánh cửa phòng bị Thế Khải mở toang, tạo nên âm thanh khiến cho Ngọc San giật mình thức giấc. Anh vừa cất giọng nói thì mùi rượu lúc này lại lan tỏa khắp căn phòng. Này, cô ngủ hay chết đấy? Tôi gọi cô mãi mà cô không mở cửa cho tôi là như thế nào? Ngọc San ngồi dậy, xuống giường mở đèn lên. Chồng cô là người đàn ông cao ráo đẹp đẽ với khuôn mặt tựa như tranh. Bây giờ đang say đến mức đứng còn không vững. Cô dù không muốn chút nào nhưng vẫn nén lòng bước đến và đỡ anh lên giường, lặng lẽ tháo giày và áo vest mà anh đang mặc. Sau đó dựa lưng vào tường nhìn anh ngủ. Những ngày sau này, cô sẽ hàng ngày đối diện với anh, hàng ngày chung chăn chung gối với một người mà mình không có tình cảm. Nhưng mà cô biết phải làm sao chứ. Cô không thể nào chạy theo trái tim của mình, không thể vì chút tình yêu mà ích kỷ, bỏ mặc gia đình lâm vào khốn đốn. Có đau đớn nào bằng chính tay mình từ bỏ người mình yêu thương? Nó giống như tự cầm dao đâm vào trái tim của mình. Biết là đau đấy, nhưng mà không thể nào làm khác được. Cởi đồ ra. Giọng của Thế Khải làm cho cô giật mình. Cô cứ tưởng anh ngủ say rồi, hay là anh ta đang nói mớ. Nhưng mà không, câu nói này lại được lặp lại rõ ràng hơn nữa. Cô đứng đấy làm cái gì? Tôi bảo cô cởi đồ ra. Anh Khải, anh chưa ngủ sao? Nói nhiều, cởi nhanh. Ngọc San biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng cô không nghĩ rằng chồng của cô đường đường là một tổng giám đốc lại ăn nói lỗ mãng như vậy. Từ trước tới giờ cô không thích anh bởi vì sự phong lưu đào hoa. Anh cũng đối xử với cô rất tệ, nhưng mà tệ đến mức này thì đúng là buồn cười. Mà thôi, cô cũng nên học cách chấp nhận. Đâu phải trước giờ cô chưa bị anh sỉ nhục cơ chứ. Nhiều quá là đằng khác. Bây giờ gia đình cô lâm vào bước đường cùng, phải dùng cuộc hôn nhân này để đổi lấy sự nghiệp đang đứng trước bờ vực thẳm. Tuy là yếu thế, nhưng trước giờ cô là người cương trực, bảo cô cởi quần áo phục vụ anh ta sao? Anh ta nghĩ cô là gái bao à? Cô nhất quyết không làm. Thế Khải không thấy động tĩnh gì thì lúc này hắn ta mở mắt, thấy cô gái đang đứng đó nhìn mình chăm chăm với ánh mắt vô cùng kiên định. Phụ nữ anh gặp qua nhiều rồi, nhưng mà trăm người thì đến 99 người đã tự động lao vào anh, mật ngọt với anh. Một người còn lại tìm cách khác để được anh chú ý. Còn đối với Ngọc San, cô bất ngờ nhìn anh không chớp mắt.
Anh say rồi đấy, anh mau ngủ đi. Cô ra lệnh cho ai? Tôi không ra lệnh, tôi chỉ nói thế thôi, còn ngủ hay không thì tùy anh. Nói xong, Sàn lấy cái gối nằm sát mép giường và không quan tâm gì đến anh nữa. Nhưng anh nào có tha cho cô. Anh bật dậy kéo người cô nằm ngửa ra, dùng thân người cao to của mình nằm đè lên người của cô. Hai cánh tay đè mạnh tay của cô, ngấu nghiến, hôn lấy đôi môi đỏ mọng. Ngọc Sàn chưa bao giờ trải qua cái sự kích liệt lẫn thô bạo như vậy, nên cô vùng vẫy trốn tránh. Nhưng mà sức của cô và anh thì đúng là một trời một vực. Cô càng trốn tránh, anh lại càng kịch liệt và muốn chiếm lấy cô. Lâm Thế Khải là ai chứ? Là thiếu gia của tập đoàn Lâm gia. Trước giờ chưa từng có chuyện bị người khác cự tuyệt. Lại thêm men say cho nên gắt gao mút lấy đôi môi của cô không rời. Ngọc Sàn dù vùng vẫy cách mấy cũng chỉ là một con cá nhỏ nằm trên một chiếc thớt lớn, hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Đã thế anh ta còn thô bạo xé toang chiếc áo pyjama mà cô đang mặc trên người, từng hạt cúc áo rơi xuống lộp độp dưới sàn nhà. Bàn tay to lớn kia không khó giật phăng chiếc áo con duy nhất còn sót lại trên người cô. Dùng bàn tay to lớn, anh bóp mạnh vào bầu ngực của cô. Hai hạt đậu nhỏ hồng lúc này đang e ấp lại càng làm cho Thế Khải động lòng trắc ẩn. Hắn ta cúi người xuống và ngậm lấy hạt đậu bé xinh. Kỹ thuật của Khải quá giỏi, hay là do lần đầu tiên trải qua cảm giác này mà người của Ngọc San như có một luồng điện chạy qua, làm cho cô run lên, giật bắn cả người. Cô càng chống cự thì sự ham muốn của anh ta lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dùng sức ghi chặt cô xuống, giải phóng những mảnh vải vướng víu, hùng dũng đưa tiểu đệ của mình đi vào trong vùng cấm địa của cô. Ngọc San lúc này đau khóc, giống như ai đó đang dùng dao lóc thịt, sống không bằng chết. Hai tay của cô cào cấu lấy lưng của anh, nước mắt ứa ra ướt đẫm hai thái dương. Còn anh thì dù có men rượu, nhưng là một người từng trải, không khó để anh nhận ra rằng cô đang còn trong trắng. Cô đang còn trinh sao? Nhưng cô không thèm trả lời câu hỏi của anh, nước mắt cứ như vậy trào ra khỏi đôi mắt long lanh kia. Thế Khải thấy như vậy, bực bội và hỏi tiếp. Cô bị câm à? Thế tại sao cô không bảo tôi sớm, hả? Cô dường ánh mắt căm phẫn nhìn anh, uất hận tột độ. Nhưng chỉ mất mấy giây sau, cô liền cười nhạt và trả lời. Tôi giữ gìn cho anh đấy. Anh hài lòng chưa? Cô... 30 năm trên đời, cô là một người con gái ngang nhiên, nói sốc anh như vậy. Thế Khải bực tức, không biết thương hoa tiếc ngọc, đem cự vật to lớn của mình đâm thẳng vào người của cô, làm cho cô đau đớn, hai tay bấu chặt, làm cho tấm ga giường nhăn nhúm, khó coi vô cùng. Cô cắn răng chịu đựng sự giày vò của anh, chịu đựng từng cái ra vào mạnh bạo mà không hề kêu lên một tiếng. Nước mắt có rơi cũng chẳng lau. Sự kiên cường đó lại càng làm cho Khải khó chịu, nhịp điệu cũng nhanh và mạnh gấp mấy lần. Không những vậy, anh còn biết cách giày vò cô bằng nhiều tư thế. Khi nằm khi đứng, cho đến khi cả tiếng đồng hồ sau mới chịu cho tinh binh đi vào người của cô. Còn không quên nhìn cô bằng ánh mắt xem thường và khinh bỉ. Ngọc Sàn nằm đó, thân thể đầy dấu đỏ của anh để lại, phía dưới đau rát không tả được. Đợi anh ngủ say, cô mới lê lết người vào trong phòng tắm, mở vòi nước, kỳ cọ thân thể của mình. Lúc này cô bật khóc thành tiếng, bao nhiêu uất ức đều dồn vào những giọt nước mắt mặn đắng này. Cuộc đời của cô từ lâu đã thiếu vắng nụ cười. Từ ngày hôm nay lại càng thêm tăm tối, ánh sáng duy nhất cũng bị cô dập tắt mất rồi. Cô đau buồn, cô khóc, lệ nhòe nhòe cũng chẳng ai lau cho. Có ai hiểu cho cô chứ? Có ai biết cô trải qua những ngày tháng như thế nào không? Không hề, không có ai hiểu cho cô cả, chỉ có một người hiểu cho cô. Nhưng rồi cô vì gia đình mà buông tay anh. Cô phản bội anh để đổi lấy chiếc phao cứu sinh cho cả gia đình mình. Cô có lỗi với anh. Cô không muốn, cô không hề muốn. Nhưng mà duyên phận đã định sẵn cô và anh không thể nào chung đường. Chỉ đành ngậm ngùi đặt đoạn tình cảm đó vào sâu trong một góc tim nhỏ mà cô vội vàng đi lấy chồng.
lấy một người mà cô không yêu và người đó cũng không hề yêu cô. Thế nhưng cuộc đời dường như rất khéo trêu đùa con người. Yêu nhau không đến được với nhau, kẻ ghét nhau lại nên duyên vợ chồng. Thật sự là rất buồn cười đến độ nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trái tim của cô nhói lên những đợt đau đớn kịch liệt. Nhưng mà dù có đau đớn cách mấy, cô phải cố gắng để sống. Bởi vì mạng sống của cô không đơn giản chỉ là một sinh mệnh, nó còn ảnh hưởng đến cả gia đình của cô, những nhân viên làm cho nhà của cô. Vậy nên cuộc đời này cô nợ anh. Nếu như có kiếp sau, cô sẽ dùng tất cả tình yêu của mình để trả cho anh. Còn kiếp này, cô đành lỗi hẹn. Vương Đình Lâm à, em thật sự xin lỗi. Ngọc Sàn khóc lóc một hồi lâu, cô mới nhấc từng bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, chậm rãi bò lên giường nằm xuống. Bên tai tiếng thở nhẹ nhàng của Thế Khải vang lên. Cô nhìn anh, rồi lại nhớ đến chuyện năm xưa. Lòng của cô trùng xuống, nước mắt trào rơi. Sáng hôm sau, cô bị tiếng gọi của người giúp việc đánh thức. Cô vội vàng trả lời. Tôi xuống ngay bây giờ. Bên cạnh Thế Khải vừa mới mở mắt. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bước xuống giường. Nhưng vừa đi được hai bước, thì chỗ đó truyền đến cơn đau rát. Cô mím môi đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa, thay đồ. Mặc một bộ quần áo kín đáo giống như phong cách của cô và bước ra ngoài. Thế Khải lúc này đang tựa lưng vào giường nhìn thấy cô đi ra. Khuôn mặt đó tựa hồ như một mũi tên bắn thẳng vào trái tim của anh. Đau đớn âm ỉ. Anh tức giận, lao đến gần cô, ép cô vào tường, đôi mắt đỏ ngầu, điệu bộ hung hăng vô cùng đáng sợ. Nhưng mà từ lâu rồi, Ngọc San bị anh áp bức như thế này, cô chẳng còn sợ anh nữa. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Anh muốn đánh hay muốn chửi? Anh làm nhanh lên, tôi còn phải xuống nhà. Không vội, ngày tháng chúng ta còn dài. Ngọc San hất tay anh ra, chải chuốt đầu tóc gọn gàng, rồi bước xuống nhà. Bà nội chồng vừa nhìn thấy cô, đã vui vẻ gọi cô. San San, lại đây nào. Cô cười nhẹ nhàng, mỗi khi cô cười có hai má lúm đồng tiền hiện ra sâu hắm, trông rất đẹp. Trời sinh cho cô có dáng người cao ráo, nước da trắng ngần cùng với gương mặt nữ thần, không biết đã làm bao nhiêu trái tim chao đảo. Cô ngồi xuống bên cạnh bà, nói nhỏ. Bà ơi, sao bà dậy sớm thế ạ? Ừ, bà già rồi, muốn ngủ cũng không ngủ thêm được. Đêm qua, con ngủ có ngon không? À, thế thằng Khải, nó dậy chưa? Cháu ngủ ngon lắm bà, anh Khải còn hơi mệt nên ngủ thêm một chút. Thế Khải, nó mà ăn hiếp cháu, cháu cứ nói với bà nhé, bà trừng trị nó, nhớ chưa? Ngọc San cười hiền, cô rất được lòng bà nội, từ lúc cô còn bé, bà đã nhắm trúng cô. Nhưng lớp trẻ bây giờ khác hẳn với ngày xưa, không thể đặt đâu ngồi đó, giống như thế hệ trước. Nếu không có biến cố lần này, chắc bà không có cơ hội gọi cô là cháu dâu. Hôm nay bà muốn ăn gì, cháu vào bếp nấu cho bà. Nấu nướng thì có người giúp việc làm. Việc của cháu bây giờ là chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật. À, bà có cái này, tặng cho hai đứa. Do có chuẩn bị từ trước, nên bà nội nhanh chóng lấy ra một chiếc thẻ ATM, đặt vào tay của Ngọc San. Bà không biết cháu thích gì, nên bà cho cháu. Thích cái gì thì mua nhá. Kìa bà, hôm qua bà tặng cho cháu rồi. Hôm qua là khác, hôm nay khác. Nhưng mà hai đứa định đi đâu? Ngọc San chưa nói gì, thì từ trên cầu thang, Thế Khải từng bước sải chân bước xuống, khuôn mặt nam thần không biết đã lấy đi bao nhiêu trái tim của cô gái. Bọn cháu đi Bali bà ơi, sau đó đi một số nước nữa bà. Ừ, thời tiết này đi Bali là hợp lý. Nhưng khi nào hai đứa đi? Dạ tối nay bọn cháu bay à? Ngọc San nhìn Thế Khải. Hôm nay đi mà hắn ta không nói trước với cô một câu để cho cô chuẩn bị. Bà nội thì lại ra sức vun vén, nên bà vui vẻ nói tiếp. Ừ, đi lâu lâu một chút. Mà này, nhớ phải chăm sóc con bé cẩn thận. Có vợ rồi, phải thay đổi đi nghe chưa?
Cháu biết rồi, bà đừng lo. Cháu rất yêu cô ấy. Tự yêu được anh cố tình nhấn mạnh để cho cô nghe. Ngọc San biết nhưng chả thèm quan tâm, bởi vì cô đã quen rồi. Khi nào mà anh không chơi bời nữa thì tôi mới yên tâm. Cái Ngọc San nó hiền lành, anh mà ăn hiếp con bé là không xong với tôi đâu. Lúc này Khải choàng tay sang eo của San và kéo cô vào lòng của mình, còn hôn lên trán của cô trước mặt bà nội. Hành động cực kỳ yêu chiều cô. Làm gì có, đúng không vợ? Em nói cho bà biết đi, anh đối xử với vợ như thế nào? Không ai thấy ngón tay của anh đang bấu mạnh vào eo của cô. Ngọc San rất đau, nhưng mà gương mặt không hề lộ ra, nhẹ nhàng cất giọng trong trẻo của mình. Dạ thưa bà nội, anh Khải rất tốt với cháu, bà cứ yên tâm mà. Thế thì tốt, mà hai đứa không được kế hoạch gì đâu nhé. Bà mong bế chắc lắm rồi đấy. Dạ vâng, nhất định rồi thưa bà. Nói đến đây thì ông Minh cùng với bà Bích đi ra, cả nhà cùng nhau ăn sáng. Bà Bích trước giờ không thích Ngọc San, bà thích Hà Vân cơ, cháu ruột của bà làm dâu nhà này. Nhưng mà dù bà làm bao nhiêu cách thì Thế Khải lại cứ cự tuyệt. Bây giờ nhìn Ngọc San, bà cảm thấy vô cùng chướng mắt. Ngọc San này, đã làm dâu nhà này rồi thì phải tranh thủ dậy sớm nấu ăn. Chứ tùy giúp việc, nhưng mà cô là con dâu, phải phụ tôi quán xuyến. Đừng có để đến bữa mới ló cái mặt xuống. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Nhà thì đầy giúp việc, cô bảo con bé dậy sớm làm cái gì? Bà nội lúc này không đồng ý, nên lên tiếng bênh vực cho Ngọc San. Biết là có người giúp việc, nhưng mà không thể nào không quan tâm nhà cửa được đâu mẹ. Con dâu phải có trách nhiệm chăm sóc cho bố mẹ chồng chứ ạ. Thế à? Thế cô dậy sớm chăm sóc được tôi ngày nào chưa? Gớm thật, muốn cái gì thì phải làm gương cho con cái nó học theo. Đừng có văn vở đạo đức nhưng mà sống lại không ra gì. Ông Minh lúc này lên tiếng. Thôi, cho tôi xin, đến ăn mà còn không yên. Bà Bích lúc này sụ mặt, liếc xéo Ngọc San một cái, nhưng không may lại bị Thế Khải nhìn thấy. Thế là bà ta vội vàng cúi mặt vào bát phở. Nhà này bà sợ nhất là Thế Khải. Nói bà cầu thế nào cũng bị anh móc họng, nên bà ta ngán lắm. Lúc lên phòng, Ngọc San mở tủ lấy quần áo cả hai người, cho vào vali để chuẩn bị cho chuyến đi trăng mật. Một chút hứng thú cô cũng không có. Nhưng còn Thế Khải, mọi hành động của cô đều thu vào tầm mắt của anh. Cái tay ấy, cái người ấy, gương mặt ấy làm cho anh càng nhìn lại càng kích động. Đến mức đột nhiên anh ghì cô xuống giường, gắt gao hôn lên môi của cô. Nói hôn thì không đúng, là cắn, là ngậm lấy cả môi của cô bằng sức mạnh của mãnh thú đang đói. Không nói không rằng cởi quần áo của cô ra và ngang nhiên chiếm lấy cơ thể của cô. San San đang còn rất đau, hôm nay lại bị tấn công bất ngờ thế này, cô không kiềm chế được mà kêu lên. Đau tôi? Cô mà biết đau sao? Cô mà có cảm xúc sao? Mỗi lời anh nói đều mang theo hàm ý khinh bỉ và châm biếm, không mắng cũng không nói xấu cô. Trước giờ không thay đổi. San San không nhượng bộ, cô lúc này đáp lời. Anh làm tôi thích thế này. Biết vậy, tôi cho anh làm từ lâu rồi. Câu nói này khiêu khích, làm cho mép môi của anh giật giật, yết hầu lên lên xuống xuống vì tức giận. Nhưng mà anh nhanh chóng nở một nụ cười ma mị để trả lời của cô. Tốt, cô được lắm. Mỗi cái gật đầu là mỗi lần anh cố tình nhấn mạnh vào hông của cô. Anh cố tình hành hạ cô, anh muốn cô đau. Cô khóc và phải cầu xin anh. Nhưng chưa lần nào anh được toại nguyện. Ngọc San kiên cường mạnh mẽ, cứ dường mắt to tròn nhìn anh, không hé môi nửa lời. Cô là đang thách thức anh. Cuộc chiến của hai người này mãi mãi không có hồi kết. Đang dây dưa, Thế Khải đột nhiên rút mạnh cự vật của mình, đi thẳng một mạch vào nhà tắm. Ngọc San hiểu anh đang nghĩ gì, là anh không muốn cô mang thai con của anh. Nếu như ngày định mệnh ấy không xảy ra, thì vốn dĩ cô đâu cần phải ở đây để cho anh đầy đọa trà đạp. Cô ngồi dậy mặc quần áo, sau đó đến bên cửa sổ, nhìn lên trời cao. Trời xanh mây trắng, có đàn chim tự do bay lượn vô tư lự. Cô thở dài, nhưng không bỏ cuộc. Ai bảo đôi vai của cô
nặng gánh quá nhiều. Vốn dĩ hai người định ngày mai đi Bali, nhưng đêm đó Ngọc San phát sốt, người cô nóng như lửa, cơ thể lúc nóng lúc lạnh run lên cầm cập. Thế Khải đang ngủ, anh nghe tiếng cô rên hừ hừ thì mở mắt ra nhìn thấy cô đang co ro trong chăn. Anh nhíu mày, chạm thử tay vào người của cô, còn tưởng bàn tay vừa chạm vào bếp lửa. Sao lại nóng thế này? Này, Ngọc San! Nhưng ngoài âm thanh nơi cửa miệng thì Ngọc San không trả lời anh được. Thế Khải có chút lo lắng, liền bật đèn lên, nhìn thấy cô co cắp người, môi thì nhợt nhạt, anh nhất thời không biết phải làm sao. Ban đầu anh định là mặc kệ cô, nhưng qua tầm 10 phút thì không chịu đựng được nữa. Anh vén chăn qua một bên, đi vào nhà vệ sinh, mở chút nước ấm, cùng một chiếc khăn bông và bước ra lau trán cho cô. Nhưng mà tình hình của cô lại không thấy đỡ. Người cô nóng phừng phừng đến cả hơi thở cũng như ngọn lửa muốn thiêu đốt người đối diện. Làm sao mà cô nóng thế này? Này, Ngọc San! Dưới những tiếng gọi của Thế Khải, nhưng Ngọc San vẫn không mở mắt. Thân người càng lúc càng nóng lên. Hết cách rồi, anh đành phải gọi người và đưa cô đến bệnh viện. Bà nội lo cho cháu dâu nên cũng đi cùng. Sau khi thăm khám xong, bác sĩ kết luận. Tạm thời thì bệnh nhân đã hạ sốt rồi. Người nhà cần phải chú ý. Sốt cao như thế này rất nguy hiểm, dẫn đến co giật là có thể tử vong. Thế cháu dâu của tôi bây giờ đã ổn chưa bác sĩ? Hiện tại ổn rồi thưa bà, nhưng có thể còn sốt. Người nhà nên cho bệnh nhân uống nhiều nước, như nước cam, nước ấm. Thức ăn thì ăn thức ăn mềm, lỏng, giống như là cháo. Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ kia đi rồi, bà nội và Thế Khải bước vào. Bà Bích lúc này bĩu môi. Chỉ là sốt thôi mà, đúng là làm quá lên. Nói xong bà Bích mới chậm rãi bước vào phòng của Ngọc San đang nằm. Bà nội hỏi han cháu dâu và bảo Thế Khải đi mua cháo và đút cho vợ ăn. Trước mặt bà nội, Khải không muốn làm bà buồn nên vội vàng đi mua cháo mang vào. Không những vậy, bà còn bắt anh phải đút cho vợ. Thế Khải nhíu mày, Ngọc San lúc này đã tỉnh nên liền vội vàng từ chối. Bà nội ơi, không cần đâu ạ, cháu tự ăn được, cháu không sao đâu. Sao lại không sao? Bác sĩ nói rồi, cháu bị sốt rất cao. San San à, sao cháu lại để sốt cao như thế? Người cháu mà vừa khó chịu thôi, phải gọi thằng Khải ngay chứ. Hay là nó mê ngủ, cháu gọi nó không trả lời, có phải không? Dạ, dạ không phải đâu ạ. Tất cả là tại cháu, anh Khải không có tội đâu ạ. Nói gì thì nói, bà nội vẫn bắt Thế Khải đút cho vợ ăn. Hết cách nên hai người đành vâng lời của bà. Đến chiều thấy Ngọc San tươi tỉnh hơn, bác sĩ cho cô xuất viện. Chuyến đi Bali cũng vì sức khỏe của Ngọc San mà bị hủy bỏ. Ngày hôm sau trong lúc ăn sáng, ông Minh hỏi Ngọc San về dự định của cô. Bởi vì cô vừa mới ra trường, còn chưa đi làm. Ông hỏi con dâu muốn làm ở công ty nhà cô hay là làm việc cùng với Thế Khải, cho có vợ có chồng. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Ngọc San liền nói rằng cô muốn về công ty gia đình mình. Nhà cô đang còn khó khăn nên cô muốn về để giúp gia đình một thời gian. Nhưng mà bà nội lại có ý khác. Bà nghĩ cháu nên về đây làm. Thứ nhất là vợ chồng cùng nhau làm. Thứ hai là để cho con quen dần với công việc bên đây. Sau này còn phụ giúp cho chồng con quản lý công ty chứ. Bà Bích nghe như vậy, vội vàng lên tiếng. Ơ kìa mẹ, Ngọc San vừa mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm. Làm sao được chứ? Chuyện đó cứ để cho Thế Anh nó gánh vác cùng với anh trai của nó. Thế Anh là con trai của bà Bích và ông Minh, hiện đang du học bên nước ngoài. Nhưng bà nội nói luôn. Thế Anh nó có trách nhiệm của Thế Anh. Còn chuyện Ngọc San tham gia vào công ty là chuyện sớm với muộn. Thay vì như vậy thì cứ để cho con bé tham gia từ bây giờ đi. Sau này cân nhắc lên vị trí cao hơn. Nếu như bây giờ về bên công ty bên kia thì phải mất vài năm. Sau đó sang đây lại phải bắt đầu ngay từ đầu. Như vậy chẳng phải là phí mất mấy năm à? Vậy nên theo bà, San San cứ ở bên này. Còn chuyện ba con thì thuê một người có kinh nghiệm vào làm. Như vậy là vẹn cả đôi bên. Có đúng không cháu dâu? Ông mình cũng nghĩ như bà nội,
còn chờ ý kiến của Thế Khải. Anh nhìn qua Ngọc San, mà cô cũng đồng thời nhìn anh. Ánh mắt rõ ràng là không muốn làm cùng với anh. Mà cô càng không muốn, thì anh lại càng làm ngược lại. Nên gật đầu với bà nội và ông Minh. Dạ vâng, con cũng nghĩ như vậy. Làm chung tiện lợi hơn nhiều. Còn về phía ba em, anh sắp xếp một người có kinh nghiệm sang đó giúp đỡ cho ông. Em cứ yên tâm, vào Lâm gia làm việc cùng anh nhé. Nhìn Thế Khải yêu thương quan tâm nhà vợ như vậy, bà nội lại rất vui, còn nhắc nhở hai đứa cháu của mình nhanh chóng sinh cho bà vài ba đứa cháu chắt, cho vui nhà vui cửa. Bà mới ghét Ngọc San lắm, nhưng có mặt bà nội ở đây thì bà ta không dám nói gì. Đêm về mới thủ thì riêng với ông Minh cho cháu gái của bà vào Lâm gia làm việc. Là cháu vợ, dĩ nhiên ông Minh đồng ý. Bà Bích sướng rơn, khóe miệng cong lên với âm mưu để cháu của bà chen chân vào cuộc hôn nhân của Thế Khải. Vừa khiến hôn nhân con chồng tan nát, vừa giúp cháu của bà đặt chân vào chốn hào môn. Mấy hôm sau, khi sức khỏe của Ngọc San hoàn toàn bình phục, cô theo Thế Khải vào công ty làm việc. Vì mới vừa ra trường nên cô tạm thời chỉ làm trợ lý cho thư ký của Khải, phụ trách những công việc đơn giản trước, sau đó mới quen việc. Đây là lần đầu tiên Ngọc San đến đây, mọi thứ đều rất mới mẻ với cô. Dĩ nhiên nhân viên trong công ty đều biết cô là vợ của sếp, nên trước mặt ai ai cũng đều chào hỏi, rất là vui vẻ. Nhưng mà sau lưng thì họ mỉa mai. Công ty nhà cô bây giờ thất thế, phải dùng con gái ra để cứu vãn công ty. Khác nào là bán con chứ. Cũng may những lời này Ngọc San không nghe được. Nếu không, cô không biết lại có chuyện gì, vì bản tính của Ngọc San khá cương trực. Cô không được dịu dàng, giống như cô chị Ngọc Linh của mình. Thư ký của Thế Khải sắp xếp thêm một bộ bàn ghế bên cạnh cho Ngọc San làm việc, hướng dẫn cô những công việc cơ bản, sau đó đưa cho cô xem quá trình hoạt động của công ty, cũng như chức vụ của từng người để khi gặp họ, cô cũng dễ dàng ứng phó. Cảm ơn anh, thư ký Trương. Tôi mới vào làm, còn nhiều chỗ cần anh giúp đỡ. Xin cô đừng khách sáo với tôi. Có vấn đề gì, xin cứ nói với tôi. Cảm ơn anh. Buổi trưa theo như bình thường, Thế Khải và thư ký Trương sẽ ăn cơm cùng với nhau. Nhưng hôm nay có Ngọc San, thư ký Trương cũng thật biết điều mà viện lý do để ăn bàn khác. Bên này chỉ còn có hai người họ. Ngọc San biết Khải không ưa mình, nên cô không nói gì, chỉ ăn cho nhanh, còn tránh được mặt tên chồng đáng ghét này lúc nào thì hay lúc đó. Thế nhưng Thế Khải đâu dễ dàng buông tha cho Ngọc San như vậy. Anh hất mắt nói với cô. Tôi không ăn được rau, cô gắp ra đi. Ngọc San cau có, Thế Khải cũng không động thái cầm đũa lên. Ngọc San biết anh đang cố tình làm khó mình, nên càng không muốn làm theo ý của anh. Ăn rau tốt hơn ăn thịt, anh ăn đi cho quen, mùi vị này không khó ăn đâu. Cô đang ra lệnh cho tôi đi à? Tôi không ra lệnh, tôi chỉ nói thế thôi. Thế chả nhẽ đường đường là một sếp lớn mà có mấy cọng rau anh không nuốt được sao? Ngọc San chính là người con gái duy nhất, lúc nào cũng muốn chống đối lại anh. Cũng vì cô mà năm đó Ngọc Linh mới thiệt mạng. Anh hận cô, hôm đó ngang bướng bỏ về để cho Ngọc Linh đuổi theo và ra đi mãi mãi. Anh hận cô, hận sự cố chấp cứng đầu, luôn làm theo ý mình, để anh mất đi mối tình tươi đẹp. Nhưng trong nỗi hận đó lại có một cảm giác gì đó rất đặc biệt, vừa hận lại vừa cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, tôi không thể nào nuốt được mấy cọng rau đáng ghét này, cho nên cô phải gắp ra cho tôi. Ngọc San định nói lại, anh không có tay à? Nhưng sực nhớ công ty nhà cô đang còn cần sự giúp đỡ của công ty Thế Khải, và hiện tại cô chỉ là một nhân viên dưới trướng của anh. Sau đó còn là vợ của anh nữa, nên dù không muốn, cô đành phải cầm đũa, gắp từng sợi rau ra khỏi phần đồ ăn của anh. Tôi làm xong rồi, mời sếp dùng thông thả. Ngọc San nói xong đứng dậy, nhưng chưa kịp bước đi thì Thế Khải nói với cô. Ở lại đi, tôi ăn xong rồi, bây giờ tôi muốn về nghỉ ngơi. Thế Khải lúc này nhàn nhã, nhai hết số cơm trong miệng rồi nói với cô. Có rất nhiều người nghèo khổ không có cơm mà ăn, nên cô không được phung phí, ngồi xuống và ăn hết cơm đi. Ngọc San lúc này tức giận lắm, nhưng vì Thế Khải nói đúng nên cô không thể nào cãi được.
Cô ngồi xuống ăn hết phần cơm kia. Còn phải đi lấy nước cho anh, sau đó mới được tự do. 30 phút. Hôm đó hai người vừa đi làm về, thì trong nhà có một vị khách, đó chính là cháu gái của bà Bích. Cũng chính là người mà bà ta luôn muốn gả cho Khải. Có điều Ngọc San không biết chuyện này, nên vui vẻ chào hỏi. Bà Bích lên tiếng giới thiệu. Đây là Hà Vân, cháu gái của dì. Từ mai Hà Vân đến công ty làm việc. Vậy à? Chào Hà Vân, tôi tên là Ngọc San. Hà Vân có một khuôn mặt sắc sảo, làn da trắng nõn nà, giọng nói thì nghe qua hơi điệu đà một chút. Chào chị, em tên là Hà Vân. Hôm đám cưới của chị và anh Khải, em có đến. Không biết chị có nhớ em không? À, hôm đó quan khách đông quá, nên tôi không nhớ hết. Nhưng chắc chắn hôm đó, Hà Vân là một trong những cô gái xinh đẹp nhất, có phải không? Chị đúng là khéo ăn nói thật, làm sao mà em dám nhận ạ? Nói xong câu này, Hà Vân liền quay qua chào hỏi Thế Khải. Nhưng anh chỉ hờ hững gật đầu qua loa, rồi bước thẳng lên phòng, không hề quan tâm đến sự có mặt của Hà Vân. Là sự ham muốn có được trái tim của Thế Khải lại càng sôi sục trong lòng của cô ta. Cô ta quay sang bắt chuyện với Ngọc San, nói rằng mình mới vào làm còn nhiều thứ bỡ ngỡ, mong được Ngọc San chiếu cố. Ngọc San chỉ cười thôi, nụ cười của cô thật sự rất đẹp. Nó không phải trong trèo thuần khiết giống như chị gái Ngọc Linh. Dù sinh đôi, nhưng khi Ngọc San cười, lại có sức hấp dẫn rất đặc biệt. Đôi mắt của cô sáng quắc và kiên cường, vừa nhìn đã thấy không phải là một nữ nhân yếu đuối. Tôi cũng vừa vào làm ngày hôm nay thôi. Vậy sao? Vậy chúng ta cùng là nhân viên mới, cùng nhau giúp đỡ nhé. Ngọc San mỉm cười, sau đó lên trên lầu. Vang tiếng của Thế Khải gọi cô. Cô lật đật đi lên xem anh gọi cái gì mà nhìn thấy khuôn mặt cau có của anh. Cô buồn chuyện ít thôi, cô lấy quần áo cho tôi đi tắm. Ơ hay, đến cả việc cô nói chuyện mà anh cũng quản cô sao? Cô thật sự bất mãn. Cô đang trừng mắt với ai đấy? Nếu không có tôi thì ai lấy quần áo cho anh chứ? Anh cởi chuồng à? Thế Khải lúc này cong môi, nhưng bất kỳ ai nhìn thấy đều công nhận một điều, anh quá đẹp. Nét đẹp nam tính và cuốn hút người đối diện bằng đôi lông mày rậm đen, đôi mắt sâu thẳm có chút ma mị. Càng nhìn lại càng bị cuốn hút vào ánh mắt đó. Chưa kể đến sống mũi thẳng tắp, khuôn môi hoàn hảo như tạc tượng, đẹp không một góc chết. Tôi chỉ cởi chuồng khi ở bên cạnh cô thôi. Ngược lại sự nhằm nhở đó của Khải, Ngọc San liền trưng ra một loại biểu cảm không quan tâm, mà đi thẳng đặt túi sách lên bàn. Sự hờ hững đó làm cho Khải cực kỳ khó chịu. Anh không hiểu bản thân của mình bị làm sao. Rõ ràng là rất ghét cô, nhưng mà khi cô không quan tâm mình, anh lại bực bội. Lúc này anh bước đến, túm lấy cả người của cô, ghì cô ra giường và hôn ngấu nghiến. Ngọc San vì quá bất ngờ nên nhất thời không kịp phản ứng, bị anh ngang ngược hôn đến sát cả môi. Sau đó cô định thần được mà lần tránh sự thô bạo của anh. Nhưng cô càng lần tránh thì anh lại càng muốn có được cô hơn bao giờ hết. Bàn tay to lớn sớm đã sớm bóp lấy bầu ngực tròn đầy của cô, xoa nắn đủ kiểu. Bên trên điên cuồng ngậm lấy cánh môi mềm mại. Sau khi thoát được đôi môi, Ngọc San rít lên. Anh làm cái quái gì thế? Thế Khải dường như không quan tâm đến câu hỏi mà rõ ràng đã có đáp án, cứ cắm mặt xuống, vén mạnh cái váy của cô lên. Nhưng do vướng dây kéo phần sau nên không kéo qua khỏi bầu ngực. Thế Khải một lực lật người Ngọc San lại. Ai bảo anh siêng năng tập gym, lại còn có đai đen, môn taekwondo. Cho nên một nữ nhân như Ngọc San không hề làm khó được anh. Dù cho cô có chống đối, không hợp tác, cũng không làm động tác của anh bị cản trở. Ngược lại lại càng thêm kích thích, ghì cô nằm dưới chân của mình. Sau đó cởi bỏ áo sơ mi đang mặc, bước sang một bên, để lộ thân thể đẹp như tranh vẽ, không có chút mỡ thừa nào. Đến mức một huấn luyện viên có tiếng trong ngành đào tạo người mẫu, cũng là bạn thân của anh, khi nhìn thấy anh cởi đồ là thốt lên hai từ hoàn hảo để tả về thân hình của anh. Bên dưới Ngọc San vẫn không ngừng vùng vẫy. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bây giờ cô chỉ muốn đi tắm để giải tỏa hết những mệt mỏi ra khỏi cơ thể của mình, nhưng lại bị Lâm Thế Khải ngang ngược khống chế. Nhanh như gió, anh trút hết cái quần áo của mình ra khỏi cơ thể, cả người chống hoắc
luồn tay xuống kéo phần mông của cô lên cao, rồi đâm thẳng vào cơ thể của cô. Mọi thứ nhanh đến mức Ngọc San không thể tránh kịp, hoặc là do cô không có kinh nghiệm trong chuyện này. Ngay lập tức, nơi tư mật của cô truyền đến cảm giác đau đớn. Hai tay của cô bấu mạnh vào lớp ga giường, trần mình hứng chịu những cây thuốc mạnh do anh mang đến. Từ sau anh nhìn xuống tấm lưng trắng mịn, không có một chút vết xước của Ngọc San, lại càng ra vào nhanh hơn. Ngọc San lúc này không thích thú, dù mỗi lần anh thúc mạnh vào phần bụng của cô, nó lại nhói lên, nhưng cô không hề kêu anh dừng lại. Thế Khải ngang ngược, Ngọc San cứng đầu, cả hai đều không ai muốn chùng bước trước đối phương. Chỗ ấy của cô ra nhiều nước như vậy, chắc là cô thích lắm nhỉ? Vậy mà lúc nào cô cứ làm ra vẻ thanh cao, không cần tôi. Thật ra là cô rất thích có phải không? Thích hay không ấy, không phải là do lượng nước quyết định, hay là anh lo không đủ bản lĩnh để làm cho tôi thích. Ngọc San vừa mới dứt lời thì nhận ngay một cú thúc mạnh của anh, mạnh đến mức cô phải kêu lên đau đớn. Thế Khải cong môi cười khẩy, hai tay ôm chặt phần eo của cô mà đẩy nhanh tốc độ. Sự mạnh mẽ đột ngột ấy làm cho cô có chút đau đớn, nhưng không hiểu tại sao qua hơn một phút thì có cảm giác xuất hiện. Nó len lỏi trong bộ não của cô, khiến cho cô đê mê, khoan khoái, như lạc vào một thế giới nào đó mà cô chưa từng đặt chân đến. Đằng sau, Thế Khải không ngừng ra vào, chốc chốc lại vỗ vào vòng ba căng tròn. Tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng rên the thé nơi cửa miệng của cô càng lúc càng khiến anh nghe rõ. Nó như một loại thuốc kích thích, kích mạnh vào những dây thần kinh trong đầu của anh, làm cho hệ thống não bộ truyền tới sự khoái cảm. Cùng lúc đó bên dưới, Ngọc Lan lúc này cũng tuôn ra những tiếng rên rỉ, tiếp thêm sự kích thích cho Thế Khải. Thế Khải lúc này vô cùng tinh ý và nhận ra ánh mắt, nhận ra nụ cười của Ngọc San nên hỏi luôn. Cô thích đến như vậy sao? Thích chứ, hôm nay anh không kịp lấy ra, không sợ tôi mang thai con của anh sao? Tôi có sẵn thuốc tránh thai, cô đừng có vội đắc ý. Nói xong anh không còn biết thương hoa tiếc ngọc, vỗ vào mông của cô một cái. Sau đó bước vào nhà vệ sinh tắm táp. Mà lúc này Thế Khải và cô không biết, lúc nãy đi vào, Ngọc San chỉ khép cửa chứ không bấm chốt. Hạ Vân bước lên vô tình nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Cô ta đắc ý bởi vì biết rằng hôn nhân của Thế Khải và Ngọc San không hề có hạnh phúc. Ý đồ câu dẫn Thế Khải lại càng lớn trong lòng của cô ta. Lâm Thế Khải, anh phải là của em. Cơ thể đó phải là của em. Hôm đó ăn cơm tối xong, bà Bích nói rằng tạm thời Hà Vân ở lại trong nhà vài hôm, sau đó chuyển ra ngoài ở thuê với bạn. Và không quên gửi gắm cháu gái cho Thế Khải, nhờ anh quan tâm và chiếu cố cô ta một chút. Hà Vân rất giỏi lại thông minh nhanh nhẹn. Có cái gì còn giúp đỡ em nó, Khải nhá. Nếu như một người thông minh nhanh nhẹn thì cần gì phải giúp. Với lại trước giờ công ty tôi, công tư phân minh, không có thích lằng nhằng. Bà Bích lúc này hơi sượng, nhưng lại cố gắng nói giúp cháu gái. Dù sao con bé nó vừa mới làm, có nhiều thứ bỡ ngỡ lắm, có còn giúp một tay thì tốt hơn. Khải không nói thêm gì, mà bước lên phòng trước. Ông Minh sau đó cũng về phòng làm việc. Dưới nhà còn bà Bích, Hà Vân và Ngọc San. Tuy không ưa Ngọc San, nhưng bởi vì cháu gái mình nên bà Bích cầm tay Ngọc San giống như thể thân tình lắm. Từ ngày mai Hà Vân nó vào công ty làm việc, con giúp em nó nhé. Hà Vân cũng nhanh mồm nhanh miệng lắm, nắm lấy tay Ngọc San và bắt chuyện, ra vẻ là người hiền lành, mong được Ngọc San chiếu cố. Nhưng mà những hành động giả tạo ấy, làm sao mà qua mắt được bà nội. Bà liền gọi cháu dâu về phòng riêng, căn dặn cô không được thân thiết với bà Bích và cháu gái của bà ta, khiến cho Ngọc San thắc mắc. Tại sao lại như vậy à bà nội? Trước giờ cô ta luôn muốn gả cháu của mình cho Thế Khải, nhưng mà thằng Khải nó không để ý đến. Bây giờ lại mang cháu đến đây, bà lo bọn họ đang có ý đồ xấu. San San này, con phải cẩn thận đề phòng. Dì Bích muốn gả Hà Vân cho anh Khải à bà? Đúng thế, bởi vậy con không được chủ quan, biết chưa? Vâng ạ, con nhớ rồi. Bà nội ơi,
để con xoa bóp cho bà nhé. Cháu ngoan của bà. Ngọc San vừa xoa bóp cho bà nội, vừa nghe bà kể về những sở thích cũng như những thứ mà anh không thích. Bà mong muốn cô và anh sớm có con, bởi vì con cái chính là sợi dây ràng buộc của hai người. Ngọc San vâng dạ cho bà vui. Chính bản thân cô cũng hiểu chuyện, có con là gần như rất khó, bởi vì Thế Khải coi cô như kẻ thù, luôn cho rằng cô, vì cô mà chị gái của cô mới chết, cho nên mới ra sức giày vò bản thân của cô trên giường. Bà lúc này chụp lấy cánh tay của cháu dâu. Thôi được rồi, con về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn đi làm. Dạ, con chúc bà ngủ ngon. Bà nội cười hiền hậu với Ngọc San, bảo cô nhanh về phòng với cháu trai của mình. Thật ra bà không phải không nhìn ra, cháu bà không ưa gì con bé này. Chỉ là bà không muốn vạch trần, khiến cho cô khó xử, ảnh hưởng đôi bên. Thôi thì cứ im im, rồi vun vén cho hai người họ vậy. Trở lại phòng của mình, Ngọc San thấy Khải đang ngồi xem laptop, khuôn mặt bình lặng như mặt hồ, không một chút gợn sóng. Công bằng mà nói thì anh ta rất đẹp trai, nhưng mà tính tình quái gở, vui buồn thất thường, không biết lại lên cơn điên lúc nào, nên Ngọc San không muốn rước họa vào thân. Cô nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ, càng tôn lên nước da trắng hồng của cô. Khi cô bước ra, hương sữa tắm thoang thoảng trong căn phòng kín bay trước đầu mũi của Khải. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô ngồi trên bàn trang điểm chải tóc, thao tác nhẹ nhàng tao nhã, nhưng toát lên khí chất sang trọng của một tiểu thư. Dù là hành động đơn giản, nhưng lại không tầm thường chút nào. Ngọc San cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, nên cô lướt mắt, nhìn vào trong gương. Nhìn thấy ánh mắt của Khải đang nhìn mình chằm chằm, thậm chí là không chớp mắt, nên cô thắc mắc. Làm sao mà anh nhìn tôi? Ai thèm nhìn cô? Tôi đang suy nghĩ công việc. Mà cô cũng lắm chuyện nhỉ, vừa gặp người ta, mà nói chuyện như thể thân tình lắm. Ý anh bảo là Hà Vân đấy à? Thế Khải không thèm trả lời, nhưng biểu tình trên mặt của anh chính là đang thừa nhận. Ngọc San đặt cây lược lên vị trí cũ, xoay người qua một bên, để lộ bầu ngực lấp ló sau lớp áo lụa cao cấp. Nghe nói gì Bích từng có ý muốn gả Hà Vân cho anh. Cô ấy xinh đẹp như vậy, anh còn chê cái gì? Không xinh bằng cô. Ngọc San biết rằng anh đang mỉa mai mình, nhưng cô đâu phải là người tiểu bạch thỏ, lúc nào cũng ngoan ngoãn làm nũng, cho nên nhanh chóng đáp lại. Cảm ơn anh đã khen tôi. Tôi cũng biết rằng mình rất đẹp. Trước sự tự tin của Ngọc San, Thế Khải mới ngước mắt qua nhìn cô, trong mắt chứa đựng những tia chế nhạo thấy rõ. Không những xinh mà còn tham lam. Nói xong anh đóng laptop, bỏ ra ban công đứng ở đó. Ngọc San ngơ ngác. Tại sao anh nói cô tham lam chứ? Cô làm gì mà tham lam? Hay là anh ta nói chuyện cô tham giàu nên mới cưới anh ta, dù hai người vốn dĩ không đội trời chung? Chắc là như vậy rồi. Cô hừ lạnh một cái. Nếu không phải vì gia đình thì tôi thèm lấy anh à? Người gì mà tính cách không giống ai? Nói xong cô tắt luôn đèn, rồi chui tọt lên giường, mặc cho Thế Khải đang đứng bên ngoài ban công tối thui. Chưa hài lòng, cô còn mở đèn điện thoại để kéo cái ghế trang điểm ra chắn giữa đường đi, rồi sau đó mới chui lên giường, không bật đèn ngủ. Làm cho lúc sau Thế Khải bước vào, không để ý mà vấp vào chiếc ghế, ngã chồng vó. Ngọc San hả hê cười trong chăn, nói thầm. Vừa, tội anh lắm. Thế Khải là người thông minh, dĩ nhiên biết đây là chiêu trò của cô vợ, thân yêu của mình, cho nên khóe môi của anh cũng cong lên, nở một nụ cười nguy hiểm. Do chùm chăn nên Ngọc San không nhìn thấy được nụ cười đó, và cũng không biết nguy hiểm đang dần dần kéo đến với mình, nên cô đang còn hả hê, cười sung sướng. Cho đến khi thời gian trôi qua mà không thấy Thế Khải lên giường, cô mới từ từ mở chăn ra. Lúc này cô căng mắt nhìn, nhưng lại không thấy anh đâu. Cô khẽ gọi. Thế Khải, anh đâu rồi? Thế Khải. Ngọc San tung chăn ra. Cô chồm người mở đèn lên. Khi ánh sáng vừa được bao phủ trong căn phòng, thì đồng thời có một cái bóng lao đến, chụp lấy hai tay của cô, thoăn thoắt trói cô lại bằng cà vạt, làm cho cô trở tay không kịp. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng hành động của cô tựa như những con chuồn chuồn
vờn ở trên mặt nước, chẳng có thấm thía chút nào, chỉ có thể la lớn. Anh làm cái gì thế hả? Tại sao anh trói tôi? Bỏ tôi ra! Chẳng phải là cô thích đùa lắm à? Thì tôi đùa với cô. Anh nói xong thì cũng vừa hay đã trói chặt tay của Ngọc San lại, rồi kéo cô về giường, khuôn mặt làm cho Ngọc San lắp bắp. Anh làm gì? Anh định làm gì? Cô đoán xem. Ngọc San nhìn thấy anh cởi từng nút áo xuống thì nuốt xuống một ngụm nước bọt, có chút sợ hãi. Tôi chỉ trêu anh một chút thôi, nếu như anh không thích thì thôi, tôi không đùa như vậy nữa. Nhưng bây giờ muộn rồi. Ngọc San không biết là anh lại muốn làm gì cô, nhưng hai tay của cô bị trói chặt, chỉ có thể lùi người về sau. Đến khi tấm lưng chạm vào bức tường thì cô mới biết bản thân của mình không còn đường lui nữa. Thế Khải cởi xong những chiếc cúc áo, sau đó ném cái áo ngủ xuống sàn nhà và leo lên giường, một lực kéo mạnh Ngọc San vào lòng của mình. Giọng nói ma mị. Cô muốn đùa, tôi đùa với cô hết đêm nay. Ngọc San nghe ba chữ hết đêm nay thì tưởng tượng bản thân mình bị anh ta hành hạ bằng những lần ra vào nơi ấy của mình mà cô dùng mình một cái. Giọng nói có phần lắp bắp. Hết đêm nay là sao chứ? Thế Khải, anh đang đùa có phải không? Anh mau cởi trói cho tôi. Chúng ta còn ngủ, mai còn đi làm chứ? Tôi chưa bao giờ biết đùa, nhất là đối với người phụ nữ xinh đẹp và tham lam như cô. Ngọc San bây giờ như con cá nhỏ nằm trên thớt, có thế nào cô cũng không thoát được anh. Bị anh dùng thủ đoạn cà vạt trói vào đầu giường, sau đó lần lượt trút bỏ quần áo của cô ra khỏi cơ thể. Cơ thể của cô đẹp như thế này thì nên làm kiểu nào nhỉ? Cô thích kiểu nào cô nói đi, tôi chiều cô. Ngọc San lúc này mới biết mình chơi dại khi chọc trúng con thú của Thế Khải tỉnh dậy. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, cô chỉ đùa một chút thôi. Tại sao anh ta lại xấu bụng như vậy chứ? Đúng là nhan sắc đi ngược lại với lương tâm. Không muốn bị anh giày vò cả đêm, cô vội vàng nói dối. Hôm nay tôi đến ngày, anh không làm ăn được gì đâu. Ngọc San thực sự đánh giá thấp người đàn ông này. Dựa vào lời nói của cô, làm sao mà qua mặt được con mắt tinh anh của Thế Khải chứ? Anh nhếch khuôn mặt đẹp đẽ của mình lên, nhìn vào nơi tư mật chỉ còn duy nhất một lớp quần nhỏ của cô. Biểu cảm của anh làm cho cô biết rằng mình không thể nào đánh lừa được anh. Có phải chúng ta chưa từng ngủ với nhau đâu, mà anh phải làm cái trò này. Anh cởi trói cho tôi dây dưa với anh cả đêm, để xem anh có đủ sức hay không. Cô lên tiếng khiêu khích anh, để anh cởi trói cho mình. Nhưng Thế Khải đâu dễ dàng mắc bẫy của cô. Anh hơi cúi người, dùng những đầu ngón tay và lướt nhẹ trên cơ thể của cô. Thế Khải vốn là trêu đùa cô thôi, cho nên bàn tay anh di chuyển khắp cơ thể của cô, mân mê khắp cả người của cô. Thế này nó mới kích thích, có phải là cô đang rất thích hay không? Tôi không thích, anh bỏ ra, anh đừng đùa tôi. Thế Khải lại nhếch môi cười. Người gì mà cười cũng đẹp, làm cho cô điên đảo. Anh mặc kệ Ngọc San có đồng ý hay không, những ngón tay của anh lúc này cứ trượt dài trên thân thể của cô. Nhưng mà ăn cô thì đâu có gì vui. Thế Khải rất biết trêu đùa, anh ra sức kích thích Ngọc San đủ kiểu, khi thì càn quét vành tai của cô, liếm một đường ướt át nhưng lại không kém phần nóng bỏng, dùng hàm răng trắng sáng của mình cắn nhẹ vào tai của cô. Ngọc San bây giờ không thể nào kiềm chế được bản thân mình, nhưng có dù thế nào đi chăng nữa thì Thế Khải cũng nhất định không buông tha cho cô. Mỗi khi cô thở ra, nơi đó lại co thắt lại, càng làm cho Khải thấy bất ổn. Anh nuốt một ngụm nước bọt, rồi sau đó cởi trói cho cô. Có đôi lúc Thế Khải không hiểu bản thân mình bị làm sao. Rõ ràng anh rất ghét cô, vì lúc nhỏ cô hay ức hiếp Ngọc Linh. Sau đó cũng vì cô mà Ngọc Linh mới chết. Nhưng khi thấy có người con trai khác tiếp cận cô, bên cạnh cô cười vui vẻ với cô, là anh thấy vô cùng bực bội, chỉ muốn đấm kẻ đó. Thế Khải không biết, chính bản thân anh đang ngộ nhận. Anh không hề ghét Ngọc San, mà đó là tình yêu. Vì yêu nên mới muốn chiếm hữu cô là của riêng mình anh. Còn đối với Ngọc Linh thì chỉ là tình cảm anh trai che chở cho em gái. Lúc nhỏ khi nghe Ngọc Linh nói rằng bị Ngọc San hà hiếp,
anh thường hay cho Ngọc Linh kẹo, khi thì gấu bông, nhưng chỉ cần anh nghe nói Ngọc San bị ốm là anh lo sốt vó lên, chạy đi tìm. Bởi nói tình cảm là một thứ gì đó rất khó lý giải, cũng không có một quy luật nào cụ thể, phải như thế này hoặc là như thế kia. Có người nhẹ nhàng, có người lại cục xúc, cũng có những người yêu mà không nhận ra, như là Thế Khải vậy. Trăm vạn người có trăm vạn cách yêu khác nhau, nhưng điểm chung có lẽ là hai chữ hạnh phúc, mong cầu hạnh phúc mãi mãi dài lâu. Quay lại giường ngủ, Thế Khải nhíu mày khi thấy Ngọc San vẫn chưa mặc lại quần áo. Sao cô không mặc đồ vào? Mặc làm gì chứ? Trước sau gì mà chả phải cởi ra? Thế Khải chưa hiểu ý của cô, khẽ nhíu đôi mày của mình lại. Ngọc San lại cười và nói tiếp. Tôi biết ý đồ của anh. Anh định làm cho tôi muốn, nhưng tôi không làm gì được chứ gì. Tôi khó chịu chứ gì. Nhưng không ngờ chính bản thân anh cũng muốn. Anh mới bỏ vào trong nhà vệ sinh. Có phải không? Vớ va vớ vẩn. Vớ va vớ vẩn cái gì? Anh nói rõ cho tôi nghe đi. Cô đi ngủ đi, nói nhiều. Dứt câu, anh vén chăn trôi lên giường, nằm ngửa ra rồi nhắm mắt lại, không quên bảo cô tắt đèn. Hôm sau trong lúc ăn sáng, Hà Vân ngỏ lời mới đi cùng xe với Thế Khải và Ngọc San đến công ty, bởi vì xe của cô ta bị hỏng, đang cần phải sửa chữa. Thế Khải nhìn đến còn không thèm nhìn cô ta một cái, anh nói thẳng luôn. Tôi không quen đi chung với người lạ. Hà Vân sượng người, bà Bích vội vàng nói đỡ cho cháu. Gì mà lạ, Hà Vân cũng là người một nhà với chúng ta. Cho em đi nhờ vài hôm, đến khi xe sửa được thì không làm phiền con nữa, cũng tiện đường mà. Không thích. Ông Minh biết tính con trai mình nên nói luôn. Cháu đi với Dượng cũng được. Nhưng Hà Vân thì muốn đi với Khải, cô ta tỏ ra e ngại. Có được không ạ? Cháu sợ đi với Dượng mọi người nhìn thấy, lại bảo cháu nhờ quan hệ mới được vào công ty, nói ra nói vào cháu ngại lắm. Thôi, cháu tự đi taxi cũng được. Bà Bích lúc này nhíu mày, khó chịu. Sao mà được chứ? Ba mẹ cháu gửi gắm cháu cho gì, nhờ gì chăm sóc? Không lẽ đến việc đưa cháu đi làm mà không đưa được sao? San San này, con cho Hà Vân đi nhờ có được không? Hôm qua Ngọc San nghĩ Hà Vân là cháu của bà Bích nên cô vô tư. Nhưng khi được bà nội nói rằng bà Bích trước nay luôn có ý gán ghép cô ấy cho Thế Khải, thì cô dè chừng một chút. Dù không yêu, nhưng không ai muốn tiếp cận chồng mình, nên nói bằng giọng nói bất lực. Thật là ngại quá, con đi với anh Khải. Mà ý anh Khải gì biết rồi đấy. Con thấy để Hà Vân đi taxi là hợp lý, vừa không bị người khác nói là phô trương, nhờ vào mối quan hệ. Như vậy, vẹn cả đôi đường gì ạ? Hà Vân dù tức giận, nhưng cô ta cũng dáng nặn ra một nụ cười. Em cũng nghĩ như vậy. Đến công ty, Hà Vân được sắp xếp vào bộ phận kế toán, còn lấp lửng với mọi người mình là người nhà của Thế Khải. Trưởng phòng ngờ vực nên đi hỏi thử thì được xác nhận cô ta chính là cháu vợ của sếp tổng, nên sắp xếp cho cô ta chỗ ngồi tốt nhất, còn nhẹ nhàng giao cho cô ta những công việc rất là nhẹ nhàng. Em cứ làm việc đi nhé, có chỗ nào không biết cứ hỏi chị. Dạ vâng ạ, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, em xin phép mời mọi người ăn trưa. Địa điểm tùy mọi người chọn ạ. Mọi người ồ lên trước sự hào phóng của cô ta, lại nhìn thấy cái túi hiệu giá gần 100 triệu thì lại càng xu nịnh cô ta hơn nữa. Hy vọng cô ta có thể nói ra vài lời tốt đẹp trước mặt sếp tổng thì hay biết mấy. Hà Vân nhìn thấy mọi người tâng bốc mình thì cười trong lòng. Cô ta nghĩ sẽ nhanh thôi, mấy người phải gọi tôi bằng cách gọi khác và cung kính hơn nhiều. Còn Ngọc San, tao sẽ nhanh chóng đá mày ra khỏi nhà. Vị trí vợ của anh Khải phải thuộc về tao. Buổi trưa, Hà Vân đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại. Cô ta tô thêm son đỏ, xịt thêm một chút nước hoa cho có mùi gợi cảm, rồi tiến về hướng phòng của Thế Khải. Chị San ơi, em là Hà Vân đi ạ. Vốn dĩ Hà Vân gọi như vậy bởi vì cô ta biết có mời thì Thế Khải cũng không đi, cho nên dù Ngọc San thì ít nhiều cô nể mặt đi cùng, mà làm thân được với Ngọc San thì dễ dàng tiếp cận Thế Khải, từng bước thực hiện ý đồ của mình. Trong này, Ngọc San vừa tắt máy tính để đi ăn trưa
thì nghe Hà Vân gọi, cô đứng lên mở cửa, thấy nụ cười thân thiện của Hà Vân. Chị ơi, chị chưa ăn gì cô đúng không? Tôi vừa mới xong việc. Có chuyện gì không Hà Vân? Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, nên em có mời mọi người trong phòng ăn cơm chưa? Em chạy lên đây rủ chị đi cùng. Chị đi với em nhé. Cũng được, tôi chưa ăn gì. Thế chúng ta ăn ở đâu? Ở gần đây thôi chị, chúng ta đi luôn nhé. Ok. Nhưng mà... À mà còn anh Khải, không biết anh ấy có đi được không? Nhưng mà em mời anh ấy một câu cho phải phép à? Ngọc San cười sau đó gật đầu nhẹ, nhích người qua một bên cho Hà Vân bước vào bên trong. Cô ta lên tiếng. Anh Khải, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, em có mời mọi người bữa cơm ra mắt. Anh đi ăn cùng mọi người cho vui à? Không. Thế Khải không còn nhìn mà chỉ đáp một câu duy nhất. Nụ cười trên môi Hà Vân đông cứng, nhưng cô ta cũng gượng gạo nói thêm. Vậy em với chị San đi trước. Thế Khải đối với Hà Vân, thái độ bài xích thấy rõ, không hề có một chút xã giao, huống hồ là tình ý gì. Nhưng con người với bản tính thích chinh phục, cái gì khó có được lại càng muốn có. Hà Vân cũng vậy. Thế Khải càng lạnh lùng thì cô ta lại càng muốn làm người phụ nữ của anh. Khi hai người họ đến quán ăn thì mọi người có mặt đầy đủ. Thấy có cả vợ của sếp đi cùng thì họ lại càng thêm nể mặt Hà Vân. Dĩ nhiên là không quên xu nịnh Ngọc San, lấy lòng của cô, chỉ mong cô nhớ mặt mà ưu ái cho họ một chút. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Tình Trong Lửa Hận được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và thật là bất ngờ bởi vì câu chuyện của chúng ta là một câu chuyện liên quan đến hai chị em sinh đôi. Đó chính là Ngọc San và Ngọc Linh. Và thật không may mắn bởi vì Ngọc Linh có một vụ tai nạn. Và tai nạn này lại liên quan đến Ngọc San và đã mất đi. Khiến cho anh chàng tên là Thái của chúng ta, tên là Khải của chúng ta vô cùng bất mãn đúng không ạ? Khi mà cưới Ngọc San nhưng luôn luôn nghĩ đến cái chết của Ngọc Linh và xem thường cô. Vậy thì cuộc hôn nhân không có tình yêu này sẽ tiếp tục diễn ra ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo của câu chuyện này. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.